Sau đó mình sẽ móc vào đây một mũi móc đơn, hai mũi móc đơn. Mình sẽ móc vào đây là móc đơn cuối cùng. Sau đó mình sẽ kết hàng. Ông nên cho mình một mũi móc xích. Mình sẽ cắt bỏ và lên thừa ở đây. Sau đó mình sẽ lấy sợi len màu hồng, mình móc phần tai. Mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Ông lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó móc lấy cho mình các mũi móc đơn. Móc lấy 6 mũi móc đơn trong vòng tròn ma thuật. Mình sẽ rút sợi len này vào, đăng kim về cho mũi đầu tiên của hàng. Sau đó mình sẽ lấy phần len màu cam để mình viền ở bên ngoài. Mình sẽ móc vào đây là các mũi móc đơn. Mình sẽ móc vào đây hai mũi móc đơn cùng một chân. Cái mũi tiếp theo cũng sẽ là hai mũi móc đơn vào cùng một chân. Cho mũi kế tiếp mình sẽ làm tương tự như thế cho đến hết 6 chân mũi thì mình sẽ dừng lại. Mình sẽ kết hàng, móc lên một mũi móc xích. Mình sẽ móc tương tự như thế. Sẽ rút phần len này vào.
sau đó mình sẽ lấy sẹo lên màu nâu để mình móc phần mũi. Mình sẽ tạo một vòng tròn ma thuật. Sau đó mình sẽ tạo một nút thắt. Nên cho mình 1, 2, 3, 4. Mình sẽ móc vào đây là một móc đơn. Mỗi cho mũi là một móc đơn. Cho mũi cuối cùng mình sẽ móc vào đây. Mình sẽ gắn các phần này lại với nhau. Mình nhận được một phần mặt kẹp chuột chuột túi. Đây là thành quả mà mình ốp xong một chuột chuột mặt kẹp hình chuột chuột túi.